Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu tới anh chị dòng máy làm sữa hạt mang thương hiệu của Kangaroo với mã sản phẩm KG175HB1. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên anh chị có thể nhìn thấy đây sẽ có sách hướng dẫn và phiếu bảo hành, kèm theo là những miếng xốp cũng như là ni lông chống cháy xước trong quá trình chúng ta vận chuyển. Tiếp đến thì sẽ là đến những phần máy. Anh chị có thể quan sát đây ạ. Sản phẩm được bao bì bởi nhiều lớp ni lông để chúng ta không bị cháy xước, rất là chắc chắn cũng như là an toàn. Đây là những phụ kiện đi kèm theo phần máy. Thì sẽ đầu tiên là phần củ máy ạ. Củ máy thì được thiết kế khá là đẹp cũng như là thông minh, toàn bộ bằng tiếng Việt để cho chúng ta sử dụng tiếng Việt kèm tiếng Anh ạ, để chúng ta sử dụng rất là dễ cũng như là đơn giản. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến phần thân. Đây là phần cối đấy ạ. Cối thì sẽ được toàn bộ bằng thủy tinh cũng như là tay cầm cách nhiệt bằng nhựa cao cấp để cho chúng ta sử dụng. Bên trong anh chị để quan sát lưỡi dao. Lưỡi dao sẽ là lưỡi dao 6, lưỡi dao dạng kép để chúng ta xay cũng như là nấu đồ của chúng ta được nhuyễn mịn hơn. Tiếp đến thì sẽ có đi kèm theo lắp đậy. Lắp đậy thì như anh chị để quan sát đây sẽ có răng để chúng ta chống trào cũng như là trào hơi. Lắp toàn bộ bằng inox cao cấp để chúng ta cũng vệ sinh dễ dàng hơn. Sẽ có thêm phần nắp xả hơi ở bên trên đây anh chị nhé. Khi chúng ta sử dụng xong anh chị có thể tháo lắp xả hơi này ra để chúng ta thoát hơi bớt đi. Kèm theo sản phẩm thì sẽ có cốc đong hạt cũng như là bàn chải để chúng ta vệ sinh sản phẩm. Để đặt mua sản phẩm hay cần thông tin gì, anh chị liên hệ qua số hotline trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.